Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng với ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Get đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora. Mạng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng 3-5 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên trong kiện hàng các bạn thấy họ đóng gói tương đối đơn giản, chúng ta sẽ có một lớp giấy đệm gói nè và một chiếc túi da đựng mẫu mắt kính của chúng ta đây, rất là đẹp luôn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu Get này cho những bạn nào chưa biết có thể nắm bắt được. Get là một cái thương hiệu quần áo và nhà bán lẻ của Mỹ, nổi tiếng với các quảng cáo đen trắng. Và Get bắt đầu vào năm 1982 dưới dạng một cái thương hiệu về phong cách sống do George Mowry, Ahmed và Paul Marciano khởi xướng. Hai anh em nhà Get đã chuyển sang bán quần áo jean với chất liệu denim nhẹ, vừa vặn và có khóa kéo ở mắt cá chân, một cái sản phẩm họ rất là nổi tiếng trước đây. Get bắt đầu cung cấp các sản phẩm được cấp phép khác bao gồm là đồng hồ nè, trang sức, kính mắt, túi sách, giày dép và các dòng nước hoa. Đó là những thông tin rất là tổng quan về thương hiệu này, cho bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt nhanh được nha. Còn bây giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, thương hiệu Get các bạn ha. Một chiếc mắt kính được đựng trong chiếc túi da như thế này thì chúng ta có thể bảo quản những mắt kính khi ra ngoài. Và có một cái tip nho nhỏ trong quá trình sử dụng, các bạn thấy là túi da chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng và mở nắp thì các bạn chỉ cần đưa ngón tay bật kê lên, hạn chế và việc mà các bạn tác động lực là chúng ta cầm cái này chúng ta kéo lên thì lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần da bên dưới, nó dễ bị rách hơn. Đó, một cái tip nho nhỏ mình chia sẻ ha. Rồi, bên trong mà như các bạn thấy là mẫu mắt kính vẫn được bảo quản rất là cẩn thận trong chiếc túi ni lông như thế này. Và cùng với đó là những phụ kiện đi kèm bên dưới, một chiếc khăn lau chuyên dụng nè các bạn. Trên chiếc túi ni lông chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm như là tên thương hiệu Get nè, mã sản phẩm sẽ là GF5093-S, mã màu là 52F và thông số kỹ thuật sẽ là 56-18-145. Ở phần còn lại chúng ta sẽ thấy tên tập đoàn Macrolin của Ý và dòng chữ Made in China. Đó, đây, được hoàn thiện tại Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ni lông để có thể lấy những vật chính của chúng ta ra nhé. Bên trong thì đi kèm với mẫu mắt kính chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng đến từ tập đoàn Macrolin. Bạn sẽ thấy này, rất là đơn giản thôi. Và đây chính là những vật chính của chúng ta, mới 100% luôn các bạn. Hãy ghé thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này khá là đơn giản bằng một cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính bên trái, tương tự như một số thương hiệu thôi. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Làm bịt bụi vải cái này chúng ta vệ sinh nhanh thôi các bạn, không vấn đề gì cả. Và mẫu sản phẩm trên tay mình đây sẽ có tên là Guess Men Sunglass, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ thương hiệu Guess, với mã sản phẩm đầy đủ sẽ là GF5093-52F-56. Thì mã sản phẩm này mình cũng có để dưới tên video cũng như là đường link truy cập sản phẩm phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Độ rộng kính có trên mẫu này sẽ là 56mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có một cái đường link hướng dẫn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về những cái yếu tố khách quan khác như là hình dạng khuôn mặt nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như các phần form kính nữa. Đây là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính, thứ nhất là hợp gu thời trang, thứ hai là phải mang lại cái trải nghiệm đeo thực sự thoải mái thì chiếc mắt kính đó mới là phù hợp với bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu brown radiant, tức là cái màu nâu với hiệu ứng radiant chuyển màu các bạn. Và dĩ nhiên trong kính sẽ là 100% chống tia UV. Còn nói về hiệu ứng radiant, đây là loại trong kính được nhuộm màu có phần phía trên là tông màu tối và dần dần chuyển xuống phía dưới sẽ là tông màu sáng hơn. Một cái loại kính nó phù hợp với những ai di chuyển thường xuyên ngoài trời. Đó, nó phần trên của kính thì giúp cho chúng ta có thể tránh khỏi ánh sáng mặt trời nè, và phần phía dưới thì vẫn đảm bảo cho các bạn có thể quan sát rõ hơn các mảng điều khiển cũng như là tay lái, từ đó chúng ta di chuyển an toàn hơn. Cầu kính trên mẫu này sẽ là 18mm, tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây nha các bạn. Đó, thông số thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26 là thông số thông thường thấy nha các bạn ha. Có một số cái mẫu kính đặc biệt sẽ không có cầu kính, hoặc là cầu kính nó sẽ làm rất là nhỏ, thì đó là những cái dạng kính đặc biệt. Còn thông thường thì chúng ta sẽ thấy là cầu kính nó sẽ dao động khoảng tầm từ 12 đến 26 mm.
Vậy càn kính ở trên mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càn kính tương đối dài nha. Và hầu hết kính mắt và kính râm thì đều có những cái số đo kích thước nha, cũng như là mã sản phẩm được thể hiện bên trong cái càn kính bên trái. Và tương tự như trên mẫu này, chúng ta sẽ thấy ở đây là GF là 0093, mã màu sẽ là 52F và thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ là 56-18-145. Đó. Ở phần tay kính các bạn sẽ thấy nè, một cái mã số đây mình nghĩ là mã seri nè, và dòng chữ Made in China, hoàn thiện tại Trung Quốc các bạn ha. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Guess cùng với chuẩn UKCA, rất là sắc nét. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính. Còn phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy logo chữ G khá là lớn trên phần thân càng ở cả hai bên, để tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu sản phẩm của chúng ta từ các góc nhìn. Rồi, về dạng khung trên mẫu này thì có một dạng khung cũng rất là quen thuộc rồi, dạng rectangular, tức là dạng khung chữ nhật. Đối với kiểu kính dạng này nó sẽ dễ dàng phù hợp với nhiều khuôn mặt, và đặc biệt là cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt hơi tròn, vì nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó chính là cái điểm mạnh của cái dạng khung này. Và đây cũng là một trong những dạng khung rất là phổ biến để sử dụng rộng rãi ở tất cả các thương hiệu. Về màu khung chúng ta sẽ thấy đây là màu Dark Havana, tức là màu đồi mồi đậm á các bạn, rất là đậm luôn, những cái màu đồi mồi rất là đậm và rất là sâu đây. Đây các bạn, rất là đẹp, nó tạo nên cái nét cổ điển cũng như là sang trọng hơn cho mẫu mắt kính. Đó là cùng với đó là chế tác đánh bóng, là nó tạo nên cái nét bóng bẩy và các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp mắt khi chúng ta di chuyển ở các góc nhìn khác nhau. Chất liệu khung sẽ là nhựa plastic nha, và đa dạng, nó đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được để bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm, và nó cho cảm giác đeo cũng khá là thoải mái vì trọng lượng tương đối nhẹ. Đặc biệt thì nhựa plastic cũng rất là an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó chính là những cái ưu điểm vượt trội của loại vật liệu này, và đã được sử dụng rất là rộng rãi trong ngành chế tác mắt kính. Tổng thể lại các bạn sẽ thấy là sản phẩm của chúng ta có một cái thiết kế khá là hiện đại, trẻ trung, kiểu dáng thì thời trang, phù hợp với xu hướng ngày nay, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục, từ đơn giản thoải mái cho đến sang trọng và tinh tế. Đồng thời thì bạn có thể sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, như đi dạo phố hay đi làm, thì đều tăng cái độ thu hút của bạn đối với mọi người xung quanh. Đó chính là những ưu điểm vượt trội mà sản phẩm ngày hôm nay mang lại cho chúng ta. Qua các góc quay thì các bạn cũng có thể thấy là sản phẩm vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp hay trầy xước phía trên phần ống kính, khung cũng như là phần thân càng kính các bạn ha. Tất cả các chi tiết đều còn rất là hoàn hảo, khớp kính thì còn rất chắc chắn như các bạn có thể thấy nè. Khớp kính kim loại ở cả hai bên đều còn rất chắc chắn. Và đó cũng là những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính Guess nói chung, cũng như là mẫu mắt kính Guess dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.